cụ ông, cụ bà, đại diện cho quan viên hai họ. Kính thưa toàn thể bạn bè thân hữu của cô dâu và chú rể. Xuất phát từ tình cảm yêu thương chân thành của hai em, được sự đồng ý của hai bên gia đình, chính quyền địa phương, thì hôm nay gia đình họ trai chúng tôi cũng chọn được cái ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho hai em. Và đến với họ trai hôm nay thì chúng tôi cũng có chục chầu chai rượu, gọi là lễ xin dâu. Xin mời đại diện họ gái xin nhận. Kính thưa bạn tổ chức đám cưới và thưa quý ông quý bà và các vị khách quý gần xa và chính quyền nơi sở tại, hôm nay được trải qua một thời gian quá trình tìm hiểu trên không gian mạng của hai quan, hôm nay là được sự nhất trí của hai gia đình đã thống nhất chọn ra ngày lành tháng tốt. Hôm nay là họ nhà trai đã có chục chầu chai rượu về để làm lễ xin dâu đầu tiên, để tổ tiên là phù hộ cho hai quan để làm dâu mãi mãi bên nhau suốt đời. Tôi thay mặt họ nhà gái xin trân trọng ghi nhận những cơ chầu và chai rượu để dâng lên tổ tiên. Xin cảm ơn họ nhà trai ạ, và chúc cho các họ nhà trai và quan viên hai họ và các vị khách quý gần xa dồi dào sức khỏe, lành hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
xin mời cặp trai tài gái sắc Nguyễn Đặng Phương Mai sẽ được đến bước trở về đây để ra mắt đến sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô thì chú bác, anh em, bạn bè và con lưu xóm. Chúng ta đang có mặt một cách trọn vẹn và đủ đầy trong buổi sáng ngày hôm nay để mừng hạnh phúc cho anh em được trăm năm hạnh phúc. Và kính thưa với các cụ, các ông, các bà, cô chị, chú bác, cũng như toàn thể quý vị thân mến, và cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ về trước thôi, một cơn mưa rất là nặng hạt đã trở về với quê hương thôn Mốt Đoại, xã Lương Trung của chúng ta. Nhưng đến lúc này đây, thưa quý vị, thời tiết cũng đã rất là ưu ái cho tất cả quý vị rồi, tất cả toàn thể quý vị đang được trở về với nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi rất là mong muốn quý vị chúng ta sẽ cùng được an tọa xuống bàn hoàn long trọng, bàn trà hạnh phúc trang trọng, cùng được lựa chọn cho mình với những chỗ ngồi lý tưởng nhất và trang trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng dõi theo câu chuyện tình yêu đẹp của cô dâu và chú rể sẽ chính thức được lên ngôi từ nhịp cầu sân khấu chính. Với sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị ngày hôm nay thì đó là một niềm vui và niềm hạnh phúc rất lớn đối với đại gia đình chúng tôi. Với những lời cảm ơn chân thành nhất cũng như của cô dâu và chú rể xin phép gửi đến tất cả quý vị thì cô dâu và chú rể không thể nói hết bằng lời đâu, thưa quý vị. Để thay vào đó, thưa quý vị, chúng tôi xin được phép yêu cầu nho nhỏ như thế này: cô dâu và chú rể sẽ cùng nở lên một nụ cười thật tươi hướng trở về cùng với toàn thể quý vị và có một cái cúi đầu thật sâu để ra mắt gửi lời cảm ơn đến hai bên gia đình ạ. Xin mời. Và thưa quý vị thân mến, giờ lành đã đến mà giờ tốt cũng đã điểm. Ngay bây giờ đây, cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được thay lời cho Nguyễn Đạt, xin được thay lời cho Phương Mai. Chúng tôi cũng xin được thay lời cho trung tâm tổ chức thực hiện tiệc cưới hòa thế trở về với chúng ta từ địa chỉ Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa. Xin được đỡ lời cho hai vị trưởng đoàn cao quý hai bên gia đình. Xin phép gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. An tọa xuống bàn hoàn long trọng, bàn trà hạnh phúc trang trọng. Và kính thưa với các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cũng như toàn thể quý vị thân mến, chúng ta đang được trở về tại khoảnh khắc yêu thương và khoảnh khắc giao thoa của đất trời, thưa quý vị. Và mùa xuân sắp qua đi và chúng ta sẽ đón một mùa hạ được đồng trái được trở về với quê hương phía Bắc ở Việt Nam của chúng ta nói chung và trở về với quê hương Thanh Hóa của chúng ta nói riêng. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay tại khoảnh khắc yêu thương và tràn đầy trang trọng này, cho phép những người làm chương trình chúng tôi một lần nữa xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn chân thành xin phép gửi đến hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình, xin phép gửi đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, toàn thể quý vị chúng ta đang có mặt một cách trọn vẹn và đủ đầy từ nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay. Và xin được kính chúc quý vị chúng ta luôn có một sức khỏe thư thái và thoải mái. Kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Nào xin mời quý vị chúng ta sẽ rót ra những tuần trà, tuần nước, những ly rượu hồng để chúng ta được chung chia niềm vui, chúc mừng hạnh phúc để cùng tác hợp cho mối duyên lành của đứa con trẻ. Và chúng ta biết rằng, thưa quý vị, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc thì chúng ta sẽ có những phong tục và tập quán khác nhau. Nhưng để mong muốn cho đứa con trẻ được trăm năm hạnh phúc, ấm no đến muôn đời con đàn và cháu đống, thì ngày hôm nay được sự thống nhất cho phép của hai bên gia đình, chính quyền địa phương, thì ban tổ chức chúng tôi rất vui mừng được trở về đây, xin phép được đồng hành cùng toàn thể quý vị để chúng ta được tạo dựng một chương trình đầy đủ sắc màu yêu thương với những cung bậc cảm xúc theo đúng với nét đẹp thuần phong mỹ tục của dân tộc cổ truyền Việt Nam của chúng ta. Và đó cũng là lý do chính mà chúng ta đang có mặt đủ đầy trọn vẹn tại đây để minh chứng câu chuyện tình yêu được chính thức được lên ngôi trăm năm hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, để cho cô dâu và chú rể chính thức nên duyên chồng và vợ, trước tiên thì bạn trẻ sẽ phải dựa trên tình yêu tự nguyện của hai em, sau đó phải hội tụ đầy đủ ba yếu tố cơ bản, thưa quý vị, đó là về mặt pháp lý, về gia đình và xã hội. Về mặt pháp lý thì cô dâu và chú rể đã hoàn thiện xong cách đây ít hôm, và ngày hôm nay với cương vị là hai bên gia đình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn cao quý của hai bên gia đình chúng tôi, có sự hiện diện của quý cụ, quý ông, quý bà, cô bác, cô bác, chú dì, anh em, bạn bè. Rất nhiều anh em bạn bè đồng nghiệp của cô dâu và chú rể được trở về đông đủ từ nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Bà con lối xóm của thôn Mốt Đoại Lương Trung của chúng tôi cũng được trở về rất là đông đủ. Nào quý vị ơi, chúng ta sẽ vui lòng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chào đón toàn thể quý vị đã có mặt tại nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay ạ. Và ngay giây phút trang trọng này đây, cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho chú rể điển trai Nguyễn Đạt sánh duyên cùng cô dâu Phương Mai xin phép được bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay tại quê hương Lương Trung chúng tôi, tại nhịp cầu sân khấu chính tại tư gia tòa nhà lớn của gia đình Hoàng Đàn Trai, xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón sự hiện diện của phái đoàn cấp cao, phái đoàn đưa dâu của gia đình họ nhà gái. Với những lời cảm ơn chân thành của gia đình chúng tôi, sự hiếu khách và mến khách đó, thì ban tổ chức chúng tôi không thể nói hết được bằng lời đâu, thưa quý vị. Để thay vào đó, những người làm chương trình chúng tôi xin được truyền tải những thông điệp yêu thương, những lời cảm ơn chân thành sâu sắc xin phép gửi đến tất cả quý vị qua những lời ca tiếng hát.
Còn lúc này đây chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ nâng lên với những ly rượu hồng, những chén trà chén nước, mời bánh kẹo ngọt với gia đình chúng tôi, để chúng ta cùng đến với tổ khúc Mời Nước Mời Trầu, dân ca quan họ Bắc Ninh, với sự tiền của nữ ca sĩ khách mời xinh đẹp Vân Anh Lê trở về với chúng ta từ thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy. Một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng đón nhận, để cùng cảm nhận. Xin mời. Chồng với bao nhiêu khách đến chơi nhà, đốt hàng quả nước với trà mời xa. Yêu nhau đứng ở đằng xa, còn mắt nhất là bằng ba đứng gần. Dòng tình cảm tuyệt vời của ban tổ chức, của gia đình chúng tôi xin phép được thông qua với những món quà âm nhạc tràn đầy yêu thương xin phép gửi đến tất cả quý vị. Và kính thưa với các cụ, các ông, các bà, có như toàn thể quý vị thân mến, câu chuyện tình yêu đẹp gắn kết của hai bên gia đình chúng ta chính thức kết tình thông gia, có đứa con trẻ ngày hôm nay chính thức nên duyên chồng vợ. Và kính thưa quý vị, gặp gỡ yêu thương nhau thì đó là chữ duyên, và để được nên vợ và thành chồng thì đó là chữ phận. Thì đến ngày hôm nay, hai con hai cháu của hai gia đình chúng ta đã hội tụ đầy đủ chữ duyên và chữ phận, để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, mà em về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Nên ngày hôm nay hai bên gia đình của chúng ta đã thống nhất được ngày lành tháng tốt,
Và kính chúc quý vị thân mến, vào ngày hôm nay thứ Bảy 29 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão, cho phép hai bên gia đình của chúng ta chính thức kết tình thông gia, cho phép đôi con trẻ Nguyễn Đạt và Phương Mai chính thức nên vợ và thành chồng. Còn bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu chính này. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng được tiếp tục ngắm nhìn hai gương mặt rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của hai gia đình chúng ta ngày hôm nay. Cặp trai tài gái sắc Nguyễn Đạt Phương Mai. Nào xin mời em sẽ cùng tiếp tục khởi thân đứng lên. Ngay giây phút này đây, hai em sẽ được trao chọn cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất trong cuộc đời này. Đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Nào xin mời cô dâu và chú rể sẽ được chuẩn bị với nghi thức tuyệt vời, thiêng liêng, tràn đầy trang trọng này. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời nhiếp ảnh gia chuyên gia của gia đình, những nhà quay phim YouTuber của chúng ta sẽ cùng được lưu lại khoảnh khắc yêu thương và tràn đầy trang trọng ngày hôm nay. Những hình ảnh rất đẹp thưa quý vị, hình ảnh gắn kết đời sống vợ chồng, giây phút đăng quang của câu chuyện tình yêu của cô dâu và chú rể. Và kính thưa quý vị thân mến, một vòng tròn tình yêu, một vòng tròn khép kín. Và với vòng tròn này có một điểm bắt đầu nhưng không bao giờ có điểm kết thúc. Và ngày hôm nay tại nhịp cầu sân khấu chính này, đôi con trẻ họ chính thức trao gửi cho nhau để chính thức nên duyên vợ chồng. Và còn bây giờ nào, chúng ta sẽ cho phép cô dâu và chú rể họ sẽ khéo léo một chút bằng cách khoe đôi nhẫn cưới, cặp cưới yêu, nhẫn cưới yêu thương của hai em bằng cách giơ đôi bàn tay vừa trao nhẫn xong lên nào, cùng với toàn thể quý vị một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị để chúng ta được chúc mừng hạnh phúc cho đôi con trẻ ạ. Xin mời, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ đây, xin mời hai em sẽ cùng nhau chia ngọt và sẻ bùi vừa trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu chính anh hôm nay. Nào bây giờ xin mời hai em sẽ tiến bước trở về bên phía ba tầng bánh yêu thương ngọt ngào dành riêng cho cô dâu và chú rể nào. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, vào ngày hôm nay, những nét đẹp văn hóa có chọn lọc được du nhập từ phương Tây được tái hiện một cách tròn vẹn tại nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay, hòa quyện với theo tín ngưỡng người phương Đông và người Việt Nam của chúng ta. Còn bây giờ đây thưa quý vị, trước mắt quý vị, trước mắt cô dâu và chú rể đang là ba tầng bánh vô cùng yêu thương và ngọt ngào tràn đầy trang trọng. Mỗi tầng bánh này nó sẽ tượng trưng cho ba chữ khác nhau thưa quý vị. Tầng bánh dưới cùng sẽ tượng trưng cho chữ thủy, tầng bánh thứ hai ở giữa tượng trưng cho chữ trung, và tầng bánh nhỏ nhỏ xinh xinh trên cùng sẽ tượng trưng cho hai chữ vợ chồng. Và chúng ta sẽ cùng đến với tầng bánh dưới cùng trước. Cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau chia ngọt và sẻ bùi kể từ giây phút này đây. Nào xin mời em sẽ luôn nở những nụ cười trên môi và nhẹ nhàng lắt cắt lên đây tình yêu tuyệt vời của hai em. Tầng bánh này, đây chính là nền móng cho tình yêu vững chắc của đôi vợ chồng trẻ. Tầng bánh thứ hai, xin mời cô dâu và chú rể cùng nhẹ nhàng lát cắt. Tầng bánh này xin được thay lời cô dâu và chú rể gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn chân thành, xin phép gửi đến toàn thể quý vị đang có mặt tại nhịp cầu sân khấu. Và tầng bánh trên cùng, đỉnh cao của tình yêu của hạnh phúc gia đình là đây, thưa quý vị. Tầng bánh mang hai chữ thiêng liêng, hai chữ vợ chồng. Và kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta biết rằng tất cả quý vị đang có mặt tại đây, người mà chúng tôi muốn nói hơn ngay bây giờ đây chính là Nguyễn Đạt và Phương Mai. Chúng ta có thể có hàng trăm, hàng nghìn con đường để đi thưa quý vị, nhưng chúng ta chỉ có một nơi để về thôi ạ. Đó chính là hạnh phúc gia đình. Và ngày hôm nay, ngay trong khi cô dâu và chú rể hoàn thiện xong với những tầng bánh yêu thương này, đồng thời cũng đã được khẳng định với toàn thể quý vị, ngày hôm nay thứ Bảy 29 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão là ngày lành tháng tốt, đôi con trẻ của hai bên gia đình chúng ta, Nguyễn Đạt, Phương Mai, chính thức nên duyên chồng vợ, hạnh phúc bên nhau đến trọn đời rồi ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn nữa của quý vị để chúng ta được chúc mừng hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ nào, xin mời em sẽ tiến bước trở về bên phía tháp rượu ly. Những hình ảnh rất đẹp chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến thưa quý vị. Còn bây giờ đây, với đôi bàn tay khéo léo của chú rể, em sẽ làm sau đó để tiếng nổ vang giòn của chai rượu sâm panh hạnh phúc đầu tiên của em được nổi vang lên từ nhịp cầu sân khấu chính này. Nào xin mời em. Và rượu sâm panh thưa quý vị, chúng ta được lắng nghe tên đến thôi thì chúng ta cũng đã biết được nó được du nhập một cách chọn lọc đẹp mắt để được mang trở về đây để tạo dựng một chương trình đầy đủ sắc màu yêu thương, lung linh thêm phần sang trọng thưa quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, còn bây giờ đây chúng ta sẽ cùng chờ đợi tiếng nổ vang giòn của chai rượu hạnh phúc đầu tiên sẽ được nổi vang lên từ nhịp cầu sân khấu.
Hướng mắt trở về với nhịp cầu sân khấu đi ạ. Và chú rể nào, em sẽ quay về đây một chút. Ban tổ chức đã chuẩn bị cho hai em cặp ly yêu thương, ly vợ và ly chồng tại đây. Chú rể sẽ rót ra đây. Nếu từ lượng chú rể mà ta mà tốt, chú rể có thể rót đầy lên cũng được, không sao cả. Cứ thoải mái đi ạ, rót đầy một chút để thể hiện tiểu lượng của mình. Và bây giờ đây, số rượu còn lại xin mời em sẽ tiếp tục nâng cao lên nào, để chúng ta tiếp tục rót tràn tháp ly này. Xin mời. Và xin được kính thưa quý vị thân mến, những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước nó sẽ tô điểm cho tình yêu thêm tươi thắm, và mật ngọt là thứ gia vị cho tình yêu thêm ngọt ngào và đậm sâu. Và nếu thế giới này không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt, vì tình yêu đó là chân lý, là những gì tuyệt vời nhất họ sẽ được dành tặng cho nhau. Và ngày hôm nay Nguyễn Đạt, Phương Mai, họ đã được trao chọn cho nhau cả cuộc sống này, cả cuộc đời này và cả hạnh phúc này, thưa quý vị. Còn bây giờ xin mời em sẽ tiến bước trở về với trung tâm đài hoa trang trọng, vị trí ban đầu của hai em. Nào xin mời, ta sẽ được tiến bước trở về vị trí ban đầu đi nào. Một kính thưa quý vị thân mến, còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu, sẽ là một nét đẹp theo tín ngưỡng của người phương Đông và người Việt Nam của chúng ta. Đó chính là cô dâu và chú rể. Họ sẽ cùng nhau uống rượu sau buổi ngày cưới. Nào xin mời chú rể nào thể hiện sự khả năng của em bằng cách nâng đôi ly yêu thương của hai em lên nào và đưa cho người vợ yêu quý một chiếc ly. Và sau đó hai em sẽ quay mặt về với nhau, tiếp tục nở một nụ cười thật tươi, thật viên mãn, nắm đuôi nhìn nhau để rồi cùng đan chéo tay lại, khoác tay lại, thưa quý vị. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ vui lòng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng cho giây phút hạnh phúc đăng quang tuyệt vời này. Xin được chúc mừng cho hai em một lần nữa, rất tuyệt vời, những hình ảnh rất đẹp, thưa quý vị. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể tạm an tọa xuống bàn hoa long trọng, bàn trà hạnh phúc trang trọng. Và kính thưa với các cụ, các ông, các bà, cô chị, chú bác, cũng như toàn thể quý vị thân mến. Và như vậy ngày hôm nay, hai bên gia đình của chúng ta có chuẩn bị rất nhiều với những món quà sẽ được trở về đây dành tặng cho cô dâu và chú rể. Nhưng trước đó, thưa quý vị, chúng tôi sẽ dành với những món quà âm nhạc yêu thương của toàn thể quý vị được trở về với nhịp cầu sân khấu dành tặng cho cô dâu và chú rể. Dòng chảy của tình yêu, dòng chảy của âm nhạc sẽ được vang lên thành nhịp cầu sân khấu chính này. Và từ đầu chương trình chúng tôi có nói một điều, đó là trở về với gia đình họ đàn trai chúng tôi là một gia đình rất là hiếu khách và mến khách, phải không thưa quý vị? Thì với sự hiếu khách và mến khách của gia đình chúng tôi, xin phép thông qua, đó là chúng tôi xin phép được ưu tiên và nhường phần cho món quà âm nhạc đầu tiên. Một vị đại diện, một bạn đại diện của gia đình họ nhà gái trở về với chúng ta từ quê hương thôn Di Lương Nội sẽ có món quà âm nhạc đầu tiên để mở đầu cho chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời một bạn đại diện của gia đình họ nhà gái đâu ạ? Trở về với chúng ta từ quê hương thôn Di Lương Nội. Và đây một chàng trai rất là điển trai của gia đình họ nhà gái. Một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng và đón nhận. Xin được trân trọng kính mời. Lời đầu tiên cho phép Như Thuần xin được gửi tới cô dì chú bác, anh chị em, những người bạn của tân cô dâu và tân chú rể có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay một lời chào nồng nhiệt và một lời kính chúc sức khỏe chân thành nhất ạ. Nhân ngày vui của tân cô dâu và tân chú rể thì Như Thuần xin được gửi tới lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc ạ. Để góp vui với hôn trường cưới ngày hôm nay thì Như Thuần xin được gửi tới hôn trường một ca khúc Biển Nỗi Nhớ Và Em ạ. Anh xa em chắc cũng chợt lẻ loi thân thờ, biển vẫn thấy mình dài dòng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió thầm không nói mà sao núi phải mòn, em đâu phải là chiều mà nhùm anh đến tin. Sớm có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng thế, dù sống đã làm anh những ngã vì em.
xa em chắc cũng chợt lẻ loi thân thờ. Hiện vẫn thấy mình dài dòng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Chiều mà nhuộm anh đến tim, sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sống cả lòng anh những ngã vì em. Mà nhuộm anh đến tim, sớm có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sống ta làm ai những ngã vì em. Cảm ơn giọng ca của Như Thuần rất nhiều. Một món quà âm nhạc đã được tặng đến tất cả quý vị. Và các quý vị thân mến, và để đáp lại tấm lòng nhiệt thành, sự hiếu khách và mến khách của gia đình Ngọn Nhà Trai, chắc chắn rồi ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu một bạn đại diện của gia đình Ngọn Nhà Trai của chúng ta sẽ có một ca khúc, một món quà âm nhạc để gửi đến gia đình Ngọn Nhà Gái, cũng như lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến cô dâu và chú rể. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, sẽ là giọng hát của anh Hoàng Thành sẽ được gửi tặng đến tất cả quý vị ngày hôm nay một món quà âm nhạc yêu thương. Một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng và giọng ca của anh Thành. Xin mời. Vâng, hôm nay cũng ngày vui của hai bạn. Thì lời đầu tiên cho Thành gửi lời chúc sức khỏe đến quan viên hai họ, lời chúc sức khỏe là trọng trọng nhất. Để chúc phúc cho hai bạn ấy, hôm nay Thành xin gửi đến hôn trường bài Vui Trong Ngày Cưới. Ơi, chúng ta sẽ vui lòng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn ạ, để chúng ta được chúc mừng và đón nhận món quà âm nhạc yêu thương của bạn nào Hoàng Thành được trở về với nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tạm chia tay với những món quà âm nhạc, để thay vào đó lúc này cho phép cô dâu và chú rể xin phép được đón nhận với rất nhiều những món quà của hai bên gia đình chúng ta. Nào, xin mời em sẽ cùng khởi thân đứng lên, xin phép được đón nhận với rất nhiều và những món quà tràn đầy yêu thương sẽ được trở về dành tặng cho em. Và các quý vị thân mến, với món quà đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sẽ là sự hiện diện của người mẹ thân sinh của chú rể Nguyễn Đạt. Đó là sự hiện diện của mẹ Hương sẽ được tiến bước trở về cùng với hai con.
được dành tặng với món quà tràn đầy yêu thương của mẹ. Xin được trân trọng kính mời mẹ. Kính thưa quý vị, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mà che già ôm lấy măng non, sinh con nay mới vuông tròn là đây. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, và biết bao gian truân khó nhọc trong cuộc sống để nuôi con khôn lớn. Và đến ngày hôm nay, ngày hạnh phúc nhất, trang trọng nhất, và mẹ đang có món quà tràn đầy yêu thương để mừng hạnh phúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Và thật đúng rằng là nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Và đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất, tinh túy nhất của những người làm cha làm mẹ đưa được dành cho hai con cho ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Cho phép những người làm chương trình, chúng tôi xin được thay lời cho Nguyễn Đạt, cho Phương Mai là con yêu của mẹ, xin được cảm ơn đến mẹ rất nhiều. Trước tiên là đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ đã cho hai con có được ngày vui trọn vẹn đến ngày hôm nay. Và sau đó xin được kính chúc đến mẹ Hương luôn có một sức khỏe hạnh phúc, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Quý vị ơi, chúng ta sẽ vui lòng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn được không ạ? Để chúng ta được chúc mừng cho đại gia đình, hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay. Các quý vị thân mến, và những món quà tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, đó là các chị Phương và chị Nhàn sẽ cùng tiến bước trở về cùng với hai em, được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương của các chị ạ. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời hai chị Phương và chị Nhàn sẽ cùng được trở về với hai em. Và kính thưa quý vị thân mến, chắc hẳn trong những ngày vừa qua, trong suốt một tuần trời vừa qua, thì những người làm cha làm mẹ, làm anh làm chị đã phải bao đêm thức trắng đêm để lo chuyện cỗ bàn, lo chuyện quán khách, lo làm sao đó cho hai con, hai em trong ngày vui trang trọng ngày hôm nay có một chương trình được diễn ra đủ đầy và trọn vẹn. Nhưng tất cả thưa quý vị, chúng ta sẽ tạm gác lại những nỗi lo đó để được mang trở về đây những tấm lòng nhiệt thành và những món quà tràn đầy yêu thương. Cho phép Nguyễn Đạt, Phương Mai, hai em của các chị sẽ được cảm ơn với những món quà tràn đầy yêu thương của các chị rất nhiều ạ. Và sau đây sẽ là những món quà tiếp theo của các chị Đoàn và chị Thương sẽ cùng đồng thời tiến bước trở về cùng với hai em ạ, được dành tặng cô dâu và chú rể cho hai em và những món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo. Xin được cảm ơn chị Phương và chị Nhàn. Và sau đây sẽ là chị Đoàn và chị Thương. Xin được trân trọng kính mời hai chị. Đang còn rất nhiều với những món quà chúng ta sẽ được liên tục trở về với nhịp cầu sân khấu thưa quý vị. Sẽ là sự hiện diện của các chị, của cháu trai sẽ được tiến bước trở về cùng với cậu mợ trong ngày vui trang trọng ngày hôm nay, được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương. Những hình ảnh rất đẹp, tràn đầy yêu thương, tràn đầy xúc động thưa quý vị. Tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, của các anh các chị, các cháu đang được thể hiện thông qua với những món quà tràn đầy yêu thương. Với những món quà này, tuy về mặt vật chất thì nhỏ bé thôi, nhưng nó mang trong mình tất cả tấm lòng yêu thương tuyệt vời vô bờ bến của các chị, các cháu được dành cho cô dâu và chú rể. Cũng là một bước tiền để vô cùng tốt đẹp dành cho đôi con trẻ trong ngày vui trang trọng ngày hôm nay, cho đời sống vợ chồng bắt đầu từ ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, và sau món quà của chị Đoàn và chị Thương sẽ là những món quà tiếp theo của các anh các chị, đó là của chị yêu, của anh quý chuẩn bị. Đang còn rất nhiều ạ, rất nhiều với những món quà chúng ta sẽ được chuẩn bị trở về với nhịp cầu sân khấu. Trong khi chúng ta đang được đến với những món quà tràn đầy yêu thương này, xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục thoải mái, tiếp tục nâng lên với những ly rượu hồng, những chén trà chén nước mời bạn trong hoạt với gia đình chúng tôi, để chúng ta được tiếp tục chung chia niềm vui chúc phúc dành cho đôi con trẻ hai bên gia đình chúng ta. Xin được cảm ơn các chị và cháu con trai rất là nhiều, đó là chị Đoàn và chị Thương. Xin mời sự chuẩn bị của chị yêu và anh quý sẽ được chuẩn bị hai món quà tiếp theo. Mời món quà của chị gái, chị yêu ạ, và anh quý sẽ được đồng thời tiến bước trở về cùng với cô dâu và chú rể. Đang còn rất nhiều và những món quà sẽ được liên tục trở về với cầu sân khấu thưa quý vị. Và sau với món quà của các chị, các anh, chị yêu, anh quý sẽ là món quà của anh Trọng và anh Tài chuẩn bị. Một tiết trời rất đẹp, nhiệt độ vừa phải như ngày hôm nay, đó là sự ưu ái của thiên nhiên dành cho cô dâu và chú rể trong ngày vui trang trọng ngày hôm nay.
thưa quý vị, và báo hiệu rằng chương trình của chúng ta sẽ được diễn ra một cách thành công và trọn vẹn và tuyệt vời nhất. Xin được cảm ơn chị yêu anh quý. Xin được giới thiệu với món quà tiếp theo của các anh Trọng và anh Tài sẽ được chuẩn bị với món quà của các anh ạ. Sau khi tặng quà xong, xin mời hai chị sẽ nán lại trong giây lát. Nhiếp ảnh gia chuyên gia của gia đình sẽ giúp đỡ cho hai chị cùng với cô dâu và chú rể lưu lại những tấm hình lưu niệm đẹp nhất và trang trọng nhất. Xin mời anh Tài, anh Trọng sẽ đồng thời tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu. Xin mời các anh. Và kính thưa quý vị thân mến, trong ngày vui trang trọng, chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Nguyễn Đạt, cô dâu Phương Mai ngày hôm nay cũng là một dịp rất là tốt cho đại gia đình chúng ta được hội ngộ đầy đủ, trở về với đại gia đình chúng ta. Và ngày hôm nay niềm vui được nhân đôi và nhân nhiều hơn nữa khi chúng ta được tham gia chương trình đại lễ thành hôn một cách trọn vẹn và đủ đầy, phải không ạ? Xin được cảm ơn anh Tài, anh Trọng rất là nhiều với những món quà tràn đầy yêu thương này. Xin được trân trọng giới thiệu với những món quà tiếp theo của chị Thu, của anh Hải Hoa. Xin được chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời chị Thu và anh Hải Hoa. Với món quà này sẽ là món quà của anh Trảm Tâm và cháu Hưng chuẩn bị. Đang còn rất nhiều với những món quà chúng ta sẽ được liên tục trở về dành tặng cho cô dâu và chú rể, thưa quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu món quà của anh Trảm Tâm và cháu Hưng sẽ cùng đồng thời tiến bước trở về với cô dâu và chú rể ngay bây giờ để chúng ta được dành tặng cho cô dâu và chú rể với món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo. Xin mời. Vâng ạ, và sẽ là một món quà của cháu Kỳ. Cháu Kỳ sẽ được tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu và đang được trở về với nhịp cầu sân khấu là món quà của em Khánh đang được trở về dành tặng cho cô dâu và chú rể. Chúng tôi xin được giới thiệu, đó là món quà của anh Trảm Tâm, của cháu Hưng, em Khánh, cháu Kỳ. Và tiếp theo sẽ là dì Hân và anh Phú chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời ạ, với những món quà của dì Hân và anh Phú. Và tiếp theo nữa thì sẽ là món quà của bạn Khải chuẩn bị. Mời món quà của người bạn thân của chú rể, đó là bạn Khải, sẽ được tiến bước trở về bên phía chú rể đi nào. Được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương của bạn. Xin mời. Và đó là những món quà của gia đình Hòn Đá Trai chúng tôi, được trở về với nhịp cầu sân khấu. Và chúng tôi rất là mong muốn rằng bên phía gia đình Hòn Đá Trai chúng ta, nếu chúng ta chưa kịp đăng ký với những món quà tràn đầy yêu thương của quý vị, sẽ là món quà của bạn Hải nữa, sẽ được tiến bước trở về cùng với cô dâu và chú rể ngay bây giờ. Sẽ được trân trọng kính mời. Và như chúng tôi đã được thông báo, bên phía gia đình Hòn Đá Trai của những anh em bạn bè của cô dâu và chú rể ngày hôm nay, chúng ta đã chuẩn bị quà nhưng chưa đăng ký trực tiếp với ban tổ chức. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục trở về đăng ký bổ sung đi ạ, tránh cho sự thiếu sót của những làm chương trình chúng tôi ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đó là những món quà của đại gia đình bên phía gia đình Hòn Đá Trai và những người bạn thân của chú rể đang được có mặt tại những cầu sân khấu. Và sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu sẽ là những món quà được trở về từ đại gia đình bên phía gia đình Hòn Nhà Gái. Và trong chương trình đại lễ vô quy thì đã có một số món quà của mẹ được dành cho hai con và một số món quà của gia đình Hòn Nhà Gái được dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và gia đình Hòn Nhà Gái còn được theo bước chân cô dâu và chú rể trở về tham gia chương trình ngày hôm nay với những món quà tiếp theo của gia đình cậu Hà và chị Hậu sẽ cùng tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo ạ. Sẽ được trân trọng kính mời chị Hậu và gia đình cậu Hà. Rất nhiều với những món quà đến từ hai bên gia đình chúng ta đang được trở về với nhịp cầu sân khấu, thưa quý vị. Và sau với món quà của gia đình cậu Hà, chị Hậu sẽ là những món quà của các anh, các em
đó là anh Tình, là em Khánh và em Sơn sẽ được chuẩn bị vào những món quà tiếp theo. Xin mời ạ, món quà của anh Tình, của em Khánh, em Sơn sẽ cùng ở đồng thời tiến bước trở về với cô giáo và chú rể ngay bây giờ. Và kính thưa quý vị thân mến, những hình ảnh rất đẹp, tràn đầy yêu thương và tràn đầy trang trọng của đại gia đình hai bên gia đình chúng ta đang được liên tục trở về dành tặng cái sự yêu thương này và những món quà tràn đầy yêu thương để chúc mừng cô dâu và chú rể. Và đó là những gì tuyệt vời nhất mà cô dâu và chú rể xin phép được đón nhận từ hai bên gia đình, từ anh em bạn bè đã được trở về đây tham dự chương trình ngày hôm nay một cách trọn vẹn và đủ đầy. Xin được cảm ơn các anh, các em, đó là anh Tình, đó là em Khánh, là em Sơn. Và bên phía gia đình Hoàng Đình Ánh của chúng ta còn có quý vị nào đã chuẩn bị quà nhưng chưa đăng ký không ạ? Chúng tôi vẫn liên tục kính mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục đăng ký bổ sung đi ạ. Xin cảm ơn đến hai bên gia đình rất là nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, với những lời cảm ơn chân thành nhất của cô dâu và chú rể thì chắc chắn rằng trong giây phút yêu thương này thì cô dâu và chú rể không thể nói hết được bằng lời đâu thưa quý vị. Để thay vào đó, thay vào những lời cảm ơn chân thành của cô dâu và chú rể, chúng tôi xin phép và toàn thể quý vị cho phép cô dâu và chú rể sẽ có một cái cúi đầu thật sâu để thay cho ngàn lời cảm ơn được không ạ? Một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng và đón nhận lời cảm ơn của thế toàn trẻ. Một lần nữa xin được kính chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình chúng ta ngàn đời luôn được keo sơn và gắn bó. Kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được khép lại chương trình tại đây.